Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch của Sở Giáo dục Đào tạo, thì ngày 4 tháng 4, học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh sẽ học trực tiếp. Lo lắng dịch bệnh sẽ lây nhiễm cho con em của mình khi đến trường. Thế nhưng mà đến thời điểm này, thì học sinh bậc tiểu học và mầm non đã nghỉ học trực tiếp quá lâu. Vì vậy, việc các trường đồng loạt học trực tiếp vào đầu tuần tới, thì cả giáo viên, học sinh và phụ huynh cùng mong ngóng và chờ đợi. Phản ánh của phóng viên thời sự tại một số trường học ở thành phố Vinh. Dù còn 3 ngày nữa, học sinh mới trở lại trường học trực tiếp. Nhưng sáng nay, tại nhiều trường tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố Vinh, các giáo viên, nhân viên nhà trường đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện dạy học. Tại trường tiểu học và trường mầm non phường Vinh Tân, từ bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi đến phòng học tập, khuôn viên được thầy cô sửa soạn, vệ sinh, khử khuẩn. Và đặc biệt, nhiều phụ huynh cũng tham gia với trường. Tôi đã cũng có con học ở trường mầm non, vừa là học trường ở trường tiểu học, thì tôi cũng rất là mong muốn để các con tiếp tục đến trường để được học những cái chương trình giáo dục cơ bản để bắt kịp với cái tiến độ của chương trình giáo dục. Bởi vì là từ lâu thì các cháu ở nhà là không được đến trường, chúng tôi cũng rất là lo lắng, rất là băn khoăn. Mong muốn con em đến trường học tập là tâm lý chung của hầu hết các bậc phụ huynh. Vì từ ra Tết đến nay, dịch COVID-19 lây lan mạnh khiến học sinh cấp tiểu học không được cấp sách tới trường. Cách thức học tập trực tuyến trên thực tế vẫn còn những bất cập hạn chế. Và riêng đối với học sinh mầm non lớp 5 tuổi sắp bước vào lớp 1, với quy định không học online, các cháu ở nhà hơn một năm qua khiến các phụ huynh càng nóng lòng mong trường học sớm mở cửa trở lại. Hiện tại bây giờ thì hai vợ chồng vẫn đang lên cửa hàng để bán hàng hàng ngày đấy. Nhưng mà ở nhà là có một cô con gái nhỏ năm nay là chuẩn bị vào lớp 1, hiện đang ở nhà cùng ông ba. Ông ba thì cũng biết kèm cháu trong cái việc học đó, cho nên là chuẩn bị vào lớp 1 là bố mẹ là rất lo lắng. Bây giờ là vừa mới nghe thông tin là mùng 4 tháng 4 nay các cháu trở lại trường học, nhập học thì là gia đình là rất vui. Để phòng chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 khi học sinh trở lại trường học tập, các cơ sở giáo dục ở thành phố Vinh cũng đã lên các phương án dạy học cụ thể theo cấp học, duy trì học tập ngày 2 buổi để theo kịp chương trình. Giáo viên, học sinh phải đeo khẩu trang suốt thời gian giảng dạy, kiểm soát học sinh, giữ khoảng cách, đặc biệt là giờ ra chơi. Đối với bậc mầm non là chia nhóm, lựa chọn nội dung cốt lõi cần thiết để dạy. Chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch là thời khóa biểu 2 buổi trên ngày và khảo sát về cái tình hình của phụ huynh để nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng của phụ huynh về cái việc mà đưa con trở lại trường và công tác phối hợp cùng với nhà trường trong công tác chống dịch. Ngoài ra chúng tôi cũng nắm bắt được cái mà tâm tư nguyện vọng của phụ huynh về các cái nhu cầu, ví dụ như nhu cầu bán trú, rồi là nhu cầu mà các cái chương trình tăng cường và những cái công việc mà nhà trường cần phải làm để chuẩn bị cho học sinh một cái điều kiện mà đến trường an toàn nhất. Nhà trường đã chuẩn bị các cái phương án phân chia nhóm lớp nhỏ để trong cái bối cảnh dịch theo đúng cái quy định của ngành, thì nếu có một trường hợp giáo viên là F0 thì là chỉ một cái nhóm nhỏ đã được chia theo cái kế hoạch của nhà trường nghỉ học thôi và theo dõi trong một cái thời gian quy định thì cháu lại được quay lại trở lại trường khi mà đã ổn. Còn các cái hoạt động học và các cái hoạt động vui chơi của cháu diễn ra bình thường với các cái khoảng thời gian được phân theo lịch khóa học để các cái nhóm vẫn được ra sân chơi, vẫn được chơi các cái hoạt động trong ngày. Thời gian còn lại của năm học 2021-2022 không còn nhiều. Vì vậy, bên cạnh phương án phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, thì Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục, các nhà trường tiến hành kiểm tra kiến thức trong thời gian học online, điều chỉnh chương trình dạy học, chọn những nội dung trọng tâm, cốt lõi để giảng dạy nhằm đảm bảo kế hoạch năm học, nhất là với trẻ 5 tuổi lên lớp 1 và học sinh cuối cấp tiểu học.